Rồi ok, này mình sẽ làm cái clip này để nói qua về con R15V2 này và ở cái thời điểm hiện tại này mình có nên chơi hay không, và cũng như là cái trở ngại khi mà mình chơi con xe này. Thứ nhất thì mình sẽ nói về tổng quan về con xe này, thì khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy như sau. Tức là thứ nhất đó là cái tư thế ngồi thì nó cũng gọi là tương đối ổn khi mà mình chạy xa. Nó sẽ đỡ bị đau lưng, đỡ bị gọi là cấn vào cái chân cút. Đấy, khi mà mình ngồi nó đỡ hơn R15V3. Đấy, cái mình theo gọi là theo mình đánh giá là cái tư thế ngồi nó ổn hơn R15V3. Đấy. Và cái kiểu dáng thì ôm mình xăng thì không bao giờ hết hot rồi anh em ạ. Đấy. Thì nhiều người nhìn thấy con xe này cứ nghĩ là nó đắt tiền lắm, nhưng mà thật sự cái giá trị của nó ở thời điểm hiện tại này so với cái lúc mà nó mới sản xuất ra thì nó chênh lệch nhau rất là lớn. Ở thời điểm hiện tại này con xe này nó chỉ có cái mức giá gọi là loanh quanh 30 triệu. Nói chung là anh em nên mua con xe nào nó tầm vào hơn 30 triệu để gọi là về gọi là trải nghiệm được gọi là nó tốt nhất, anh em đỡ phải sửa chữa nhiều. Anh em đỡ phải sửa chữa. Đấy, ok. Thì những con xe mà gọi là nó ok á thì người ta đã làm hết rồi, mình về mình sẵn mình đi thôi. Còn con xe này của mình thì thật ra đối với mình là một thằng thợ thì mình gọi là mình nó bị lỗi thì mình có thể fix được, kể cả hỏng máy mình vẫn có thể làm được. Nhưng mà mình cũng gọi là cân nhắc khi mà chơi những con xe mà gọi là tá quá. Thì con xe này của mình gọi là cũng gọi là trong cái tình trạng gọi là ok, đảm bảo để mình chơi chạy xa rất là ngon. Đấy. Và cái kiểu dáng thì ok rồi. Đấy, thì rất là ngầu khi mà mình ngồi. Đấy, thì tiếp theo đó cái trở ngại khi mà chơi con xe này, dàn nhựa phụ tùng kiếm khá là khó, không phải là không có mà khó. Ở đây đó là ở Việt Nam mình á, nó chỉ có một vài shop rất là ít, cực kỳ là ít là có phân phối cái phụ tùng này, phụ tùng con xe này. Khi mà mình cần phụ tùng nào thì có thể là dàn nhựa, có thể là có sẵn, nhưng mà có một vài chi tiết thì nó sẽ không có sẵn, để mấy anh em đều phải đặt thôi. Đấy, hoặc là mua lại hàng tháo xe của anh em chơi. Đấy, thì con xe này cái dàn nhựa của nó thì thật sự là khá là tốn kém và đặt cũng khá là đắt. Tốn kém đắt và đợi cũng gọi là khá là lâu nếu mà order từ bên nước ngoài về. Tại vì là những cái xe này á, nó bây giờ ít người chơi lắm, cho nên là người ta không có đem về gọi là đại trà, gọi là đem về nhiều đâu. Cho nên là người ta gọi là chỉ giữ một hai bộ, gọi là giữ chữ một vài bộ thôi, một vài bộ gọi là dàn nhựa. Đấy. Để gọi là ai cần thì bán thôi, chứ người ta không có đem về nhiều. Cho nên là khi mà ví dụ mà trùng gọi là anh em đi xe màu xanh, ví dụ chẳng hạn đi xe màu xanh không may vỡ nhựa các thứ mà người ta lại còn chuyển màu đỏ thì anh em bắt buộc anh em phải order rồi, hoặc là anh em mua cái thằng nhựa đó về xong anh em dán tem hoặc là anh em sơn lại. Đấy, trở ngại với phụ tùng dàn ngoài thôi, phụ tùng dàn ngoài thì nó hơi khó, nhưng mà được một cái đó là cái cục máy của con này nó lại giống Exciter 150. Cái bụng máy thì là 6 số, hình như là giống của giống của R15V3, cho nên là nó cũng cực kỳ là dễ. Và cái phần đầu lòng lòng và đầu bò thì nó là của Exciter rồi, cho nên là anh em có thể ghép hẳn Exciter qua cũng được, gọi là nó như nhau cả. Đấy, đầu lòng là như Exciter, cái lòng thì là hình như là size của nó là size của X150, nhưng mà cái tăng cam của nó lại là dùng tăng cam của X135, cho nên là khi mà lắp cái lòng của X150 vào thì phải thay cái tăng cam X150 luôn. Đấy, cái đầu bò thì hình như là giống hoàn toàn luôn, giống hình như là giống 100% luôn á. Đấy, thì anh có thể ráp từ X150 qua luôn. Và những cái phụ tùng khác thì thật sự là nó cũng khó hỏng, ví dụ dàn chân này, bánh lốp các thứ thì nó lại gọi là nó rất là khó hỏng. Anh em có thể mua đồ chơi rất là dễ mua. Ok. Đấy, thì ở cái thời điểm hiện tại thì thật ra thì nếu mà anh em đam mê cái dòng ô bình xăng như thế này mà anh không có điều kiện nhiều tài chính, chỉ bằng con Winner mới chẳng hạn. Đấy, bằng con Winner mới thôi, có thể anh em có thể sắm. Nhưng mà lưu ý là anh em nên mua một con xe gọi là còn ngon. Đấy, gọi là nên tham khảo những con xe máy zin
dàn nhựa gọi là còn ok tương đối, máy không zin cũng được, nhưng mà bắt buộc là không, gọi là phải biết xem xe, biết không bùa phép rồi gọi là cái tình trạng gọi là ổn, êm, ngon bốc đấy, thì anh em mới nên đưa ra ý kiến. Ok.